Sáng ngày hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp trong nước năm 2017. Tại hội nghị này thì lãnh đạo thành phố một lần nữa cam kết sẽ luôn đồng hành để tháo gỡ các khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm nay, thành phố cấp phép thành lập mới cho thêm 4.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 57.200 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có thêm 5.700 doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với vốn điều chỉnh tăng thêm 24.400 tỷ đồng. Mục tiêu của thành phố trong cả năm nay là phải có thêm 50.000 doanh nghiệp thành lập mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, phát biểu tại hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp trong nước năm 2017, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tái khẳng định cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp. Tháo gỡ các khó khăn, rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển với nhận thức rằng cái sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố chúng ta. Mà để hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đó thì không cách nào khác là chúng ta phải nỗ lực và hợp tác chặt chẽ hơn nữa với một lộ trình phù hợp từng nội dung cụ thể. Và tôi nghĩ rằng là những ý kiến đóng góp đầy trách nhiệm của các doanh nghiệp sáng hôm nay và tiếp theo đó thì có những cái doanh nghiệp gửi trực tiếp cho Hội Doanh nghiệp thành phố. Thì đó là thể hiện một cái sự nỗ lực trong một cái cụ thể trong cái hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố. Đáng chú ý, thành phố đang lên mục tiêu trong tháng 3 này sẽ hoàn thành đề án cơ chế chính sách đột phá để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước. Theo đề án này, thành phố có thể có nhiều chính sách đặc thù tạo động lực cho doanh nghiệp trên địa bàn phát triển. Về phía Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc yêu cầu các sở ngành của thành phố tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phát triển, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới về công nghệ, thiết bị để đón đầu thời cơ của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư. Bằng nhiều giải pháp khoa học, công nghệ, bằng ý chí để chúng ta đưa thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta trở lại vị thế số 1 trong khu vực. Và rất nhiều ý tưởng của các đồng chí hôm nay đã thể hiện cái khát vọng đó. Chúng tôi hoàn toàn có một cái niềm tin vào cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp của thành phố chúng ta sẽ thực hiện tốt. Và thực tế, trong suốt 30 năm đổi mới, trong thành tựu của 30 năm đổi mới của 2016 là có vai trò đóng góp vô cùng quan trọng và quyết định của cộng đồng doanh nghiệp của toàn thành phố. Bên cạnh đó, ông Thăng cũng đề nghị các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu chung cho các doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh. Theo quan điểm của ông, thương hiệu đó nên là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được khuyến nghị có những bước chủ động hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nhằm tận dụng hơn 10 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các nước và khu vực.